Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là YB đây. Chắc là các bạn đã dễ dàng nhận ra trước mặt các bạn đang là tựa game Free Fire. Và tựa game Free Fire này thì mình đang chơi trên chiếc điện thoại nào các bạn có thể nhận ra được không? Rồi, đó là chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 với cái nốt ruồi đặc trưng ở phía bên góc trái màn hình và một cái thiết kế như thế này. Đấy, có vân tay đằng sau, 3 camera. Rồi, có thể nói là đây là một cái sản phẩm của Samsung mới ra mắt. Tuy nhiên, nó tạo ra gây ra rất nhiều tranh cãi với những cái bạn mà ưa chuộng cấu hình thì lại cho rằng đây là một cái thất bại của Samsung khi mà một chiếc điện thoại với giá gần 4 triệu đồng, cụ thể là mình tham khảo trên website của các hệ thống bán điện thoại lớn, ví dụ như là Thế Giới Động thì có giá là 3.690.000 đồng. Rồi, và sản phẩm này khi mà các bạn mua thì sẽ không được kèm một cái khuyến mại gì cả, chỉ có máy không thôi, và đặc biệt là khi mình mở hộp thì cũng không hề có tai nghe. Và điểm atu của sản phẩm Samsung Galaxy A11 mình cũng đã từng chia sẻ cho các bạn, đó là hơn 80.000 điểm và 89.171 điểm, cụ thể thì điểm CPU là 38.873 điểm, điểm GPU là 9.405 điểm. Rồi, đây là một cái số điểm mình nghĩ là nó khá khiêm tốn với cái mức giá 3.690.000 đồng. Khi mà thời điểm hiện tại đó có rất nhiều cái sản phẩm ngon bổ rẻ ra mắt, ví dụ như về Smart Joy 3 với cái tùy chọn cao nhất là RAM 4GB, bộ nhớ trong 64GB thì cũng chỉ có giá là 3.290.000 đồng, hoặc là Realme C3 với cái cùng cái cấu hình RAM 3GB, bộ nhớ trong 32GB thì cũng chỉ có mức giá là 2.990.000 đồng mà thôi. Rồi, trước nay thì Samsung vẫn vậy rồi, vẫn là một cái thương hiệu lớn nhất trong thế giới smartphone, và đặc biệt là luôn có những cái sản phẩm thì nó có cái cấu hình không tương xứng với mức giá. Nhưng với cái thiết kế đặc biệt, đó là cái nốt ruồi đặc trưng cũng như là một thiết kế khá đẹp, và đặc biệt là cái thương hiệu lớn của Samsung được chúng ta tin tưởng và tin dùng, thì Samsung luôn có một cái mức giá cao hơn. Và mình nghĩ là một cái phần nữa đó là chi phí marketing của Samsung lớn hơn hãng khác rất là nhiều. Rồi, khi mà các bạn mua sản phẩm Samsung Galaxy A11 này thì đã có rất nhiều bạn sau khi xem clip Tech Game Liên Quân mở hộp thì cũng đã nhắn tin Zalo, Facebook hỏi mình. Thì mình cũng chia sẻ các bạn là khi các bạn mua cái sản phẩm Samsung Galaxy A11 này thì thời điểm hiện tại nhé, mình đang nói thời điểm hiện tại, tương lai thì mình không rõ, nhưng mà thời điểm hiện tại thì chắc chắn các bạn sẽ rất khó tìm được một cái cường lực nó ưng ý với các bạn, vì là cái nốt ruồi này có thể nó sẽ bị che đi bởi những miếng cường lực của cái sản phẩm khác hoặc miếng dán màn hình mặt trước khác. Hai nữa là cái ốp lưng này thì nó vẫn còn đang khá là hạn chế về cái mẫu mã, nên các bạn phải lưu ý điều, phải cân nhắc điều này. Nếu như các bạn nào không quan trọng vấn đề này thì các bạn cũng có thể mua chiếc Samsung Galaxy A11 được. Rồi, ngày hôm nay thì mình sẽ làm clip test game Free Fire trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11. Và mình sẽ vào phần cài đặt. Ok, như vậy các bạn thì thấy là mình đã để cái mức đồ họa ở mức cao nhất, FPS cũng là cao luôn. Đó, các bạn thì thấy, mình sẽ zoom lớn hơn một chút để các bạn có thể theo dõi một cái dễ dàng hơn. Rồi, các bạn có nhắn tin hỏi mình là mua cái điện thoại Samsung Galaxy A11 này về để chơi game có được không, thì mình nghĩ là chơi thì cái nào cũng chơi được, nhưng mà để mà chơi tốt thì Samsung Galaxy A11 nó sẽ khó đáp ứng được tốt cái nhu cầu của các bạn, và trong cái mức giá như thế này thì các bạn có nhiều lựa chọn ok hơn để các bạn có thể tham khảo nhé. Rồi, ngay bây giờ thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ tiến hành vào tựa game Free Fire với cái chế độ đấu sa mạc này. Ok, đấu bắt đầu luôn. Rồi, trong thời gian vào trận đấu thì mình xin phép được chia sẻ cấu hình của chiếc Samsung Galaxy A11. Mình để link ở phần phía bên dưới những clip mở hộp cũng như là chơi tựa game Liên Quân Mobile và những cái tính năng hay cũng như là hữu ích trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11. Nếu như các bạn nào mua thì các bạn nên xem clip để tham khảo. Rồi, đầu tiên thì máy sở hữu RAM là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB, con chip Qualcomm Snapdragon 450 8 nhân và
sở hữu một cái viên pin dung lượng 4000, màn hình thì màn hình là 6 inch rồi, 6,22 inch. Đó đó, mình chia sẻ thông tin, một số thông tin các bạn, và cái độ phân giải là HD thôi chứ nó cũng không phải là cái mức độ Full HD. Tất nhiên sẽ có rất rất nhiều bạn chê cái sản phẩm Samsung Galaxy A11 này. Cá nhân mình thì mình cũng khá là ngạc nhiên khi mà máy ra một cái sản Samsung ra một cái sản phẩm có cấu hình như thế này ở trong mức giá 3,7 triệu. Nhưng mà đấy là thời điểm hiện tại thôi, còn trước đây thì mình không ngạc nhiên lắm vì vốn dĩ bản thân nó cũng khá là, bản thân Samsung thường xuyên ra những sản phẩm như vậy. Chỉ có cái dòng A, ví dụ như A10 là mình thấy ok, thì mình không phản ánh gì về A10, nhưng mà mình rất là thích A10, nhưng mà A11 này thì mình hơi thất vọng một chút. Thôi, đó là cái chính sách của hãng Samsung, mình không chia sẻ nhiều, không bình luận nhiều. Tuy nhiên là mình, các bạn nếu hỏi mình có nên mua Samsung Galaxy A11 để mà chơi game không, thì mình nghĩ là nếu mà nhu cầu thông thường thì ok, còn để mà chuyên chơi game, chuyên cày game thì cũng không nên lắm. Rồi bây giờ mình đã hạ cánh. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi nút đồ. Ok, trang bị mũ 2. Nhặt cái ba lô. Rồi các bạn thì thấy là thao tác, nếu mà chơi Free Fire thì chiếc Samsung Galaxy A11 ban đầu mình thấy là khá là mượt mà nhá. Đấy. Các bạn khi mà mua một cái sản phẩm ví dụ như hôm nay có bạn một bạn mình không nhớ tên lắm, nhưng mà các bạn nhắn Zalo hỏi mình ấy, thì mình cũng chia sẻ luôn với bạn là với một cái điện thoại mức giá là 3 triệu, tức là chúng ta thường mua những cái điện thoại trên dưới 3 triệu, đúng không nào, thì nó là một số tiền không phải là lớn, không, rất nhiều người không phải là lớn, nhưng mà cũng đối với các bạn trẻ, các bạn sinh viên khi mà chưa làm kiểu ra tiền, hoặc là với những bạn thu nhập không cao thì thực sự là 3 triệu là một số tiền lớn. Thế cho nên là các bạn để mà bỏ tiền ra để mua một cái sản phẩm như thế này, một cái sản phẩm mà các bạn sử dụng lâu dài, các bạn xác định sử dụng 3-4-5 năm, hoặc là bạn nào ít thì cũng 2 năm mà chúng ta lại còn cày game nữa, thì các bạn nên cân nhắc xem thật nhiều clip, không chỉ của mình mà còn của những rất nhiều các YouTuber khác review điện thoại nha. Rồi, cá nhân mình thì mình không ở đâu đấy. Cá nhân mình thì mình không không đại diện cho một cái hãng điện thoại nào cả. Đấy, ai thì muốn bán được hàng thôi, nhưng mà cá nhân mình không đại diện cho một cái hãng điện thoại nào cả, cho nên là mình cũng không nâng bi hay là không tâng bốc một cái sản phẩm nào cả. Mình thì mình cũng ở đâu đấy nhỉ? À đây đây. Không nâng bi một cái sản phẩm nào cả, cho nên là các bạn, mình nói thì mình rất là khách quan thôi. Nhà mình thì cũng bán hàng, bán điện thoại. Đấy thì mình ai cũng bán điện thoại, nhưng mà cái sản phẩm nào mình cảm thấy ok thì mình mới bán, còn cái sản phẩm nào không ok thì chắc chắn là mình sẽ không nhập về mình bán. Đó. Chứ nó cũng không phải là mình nâng bi sản phẩm này để bán hàng, vì là mình có đâu có bán cho các bạn đâu, đúng không nào? Có thể các bạn mua ủng hộ mình cái này cái kia, cái phụ kiện tiếp, nhưng mà nếu mà điện thoại thì mình cũng không phải bán các bạn, cho nên là mình không cần phải nâng đi nó làm gì, cũng không phải khen ngợi nó làm gì, có sao thì mình nói vậy thôi. Chơi game thì với cái tựa game Free Fire này thì trước đây mình chơi PUBG thì mình chơi nhiều, nhưng mà bây giờ mình chơi ít hơn và gần như là không chơi nữa, mình chỉ chơi tựa game Liên Quân thôi, còn Free Fire thì mình thỉnh thoảng mình vẫn chơi. Đấy, bởi vì cái Free Fire bây giờ thì nó cảm giác là nó nổi tiếng hơn PUBG nhiều, vì được các bạn trẻ ưa chuộng hơn. Rồi, về cái cảm giác cầm nắm thì với cái màn hình lớn như Samsung như thế này, các bạn thấy này. Đấy, nó không có cái nốt ruồi, nó sẽ bị nó sẽ rớt xuống đây, cho nên là các bạn thấy là cái việc mà nó che cái phần ở đây, nó có một cái điểm khuyết ở đây thì gần như là không có. Đây là một cái điều mà mình thấy khá là ok. Ui. Tất cả mình
Giật hết cả mình. Rồi với những cái ván game đầu này thì chắc là mình bắn boss thôi. Các bạn cũng hết sức là thông cảm với mình. Thì đang ở cái vùng này như là dễ bom. Này như phải chui vào nhà đúng không anh? Kiếm nè, cái gì na ấy nhỉ, cái gì katana hay là cái gì nhỉ, cái là cái kiếm Nhật này, tên nó là gì nhỉ, mình quên mất rồi. Các bạn nào nhớ thì bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nhé. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình trong thời gian vừa qua, và hy vọng các bạn sẽ các bạn đã ủng hộ kênh của mình, và hy vọng các bạn sẽ ủng hộ kênh của mình trong thời gian vừa sắp tới. Và nếu thấy clip hay và hữu ích thì các bạn hãy nhớ cho mình một cái đăng ký kênh nha, và một chia sẻ kênh cũng như là một like. Vì nếu mà các bạn muốn chia sẻ cho các bạn của mình, bạn bè, người thân của mình tham khảo về những chiếc smartphone, kể cả cũ, kể cả mới, kể cả iPhone cũ, kể cả các dòng điện thoại vân vân mây mây, nói chung thì mình cũng sẽ review các bạn về cái việc là nó chơi game hoặc là về những tính năng của nó. Rồi mình sẽ đi đến đây. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh của mình và hãy chia sẻ các bạn bè biết, vì cái việc này nó là hoàn toàn miễn phí, nó không mất phí nha. Mình sẽ chạy đến kia. Đấy, các bạn thể thấy là cái thao tác nãy giờ của tựa game này thì các bạn thể thấy là rất là mượt mà đúng không? Đấy, ok. Xăng à? À, giật cho mình. Đây cũng là lần đầu tiên mình lái xe ở trên tựa game Free Fire các bạn ạ. Ở trên tựa game PUBG thì nó có cái nút ấn cơ, nút tiến này là lái này. À đây là lái, còn đây là phanh à. Xe Free Fire xịn nhỉ. Chơi thì mình cũng không chơi, không phải là ít. Tuy nhiên là để bạn lái xe thì thực sự là đây là lần đầu tiên. Gì đây? Đấy, các bạn thấy là nếu nói mà về hình ảnh của Samsung thì thực sự là nó không có cái gì để chê cả. Đấy, mặc dù là cái độ phân giải HD, nhưng mà các bạn thể thấy là ở cái hiển thị của trong cái tựa game này thì vẫn là rất là sắc nét, và cái răng cưa cũng như là cái kẻ mành thì gần như là không có. Rồi một điều nữa là công nghệ màn hình làm của Samsung Galaxy A11 đó là IPS LCD. Chứ là cái màn này thì ở cái nghề của bọn mình gọi là trong sửa điện thoại, người ta gọi là màn phản quang. Thì những cái màn này thì sửa nó cũng hết sức là rẻ thôi. Nó không đắt như cái màn AMOLED nha các bạn. Ví dụ như các bạn mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A10 hoặc mà các bạn có làm vỡ màn hình, và các bạn mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20, các bạn cũng làm vỡ màn hình, thì hai chiếc điện thoại tất nhiên giá trị chênh nhau. Nhưng nếu như nói về cái giá trị màn hình của hai sản phẩm, hay không mình so sánh lại thì nó hơi khó. Các bạn mua chiếc điện thoại Samsung Galaxy A20 với mức giá là 4.190.000, các bạn cũng mua một chiếc điện thoại như vậy. Thời điểm đấy là ví dụ như là các bạn mua bây giờ một cái điện thoại Oppo chẳng hạn, đấy, bất kỳ một cái chiếc điện thoại Oppo nào đấy mà không phải dùng màn AMOLED, thì các bạn khi mà các bạn thay cái màn hình thì cái số tiền mà các bạn phải thay cho cái màn hình, nếu mà đối với cái Oppo thì chắc nó chỉ bằng 1/3 so với một cái màn AMOLED thôi. Đấy là cái sự khác bọt giữa hai cái giá trị của hai cái màn hình. Tất nhiên là cái độ hiển thị nó sẽ khác nhau, nhưng mà về cái độ chát khi mà các bạn thay màn hình thực sự là nó quá chát luôn. Đó, kể cả là các bạn có ép kính đi chăng nữa. Này các bạn thể thấy là những cái thao tác những cái thao tác đi xe thì nó cũng khá mượt mà.
Rồi, sắp tới thì mình ngày mai kia đấy thì mình sẽ ra một cái clip đó là bán PUBG trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11 và test sạc trên chiếc điện thoại Samsung Galaxy A11. Vì mình trong vài ngày đây khi mà trải nghiệm 5% pin này, lúc chơi là 20% nhé, lúc bắt đầu chơi là 20%, lúc bắt đầu làm clip ấy. Thì lúc mà mình có sạc ấy, thì mình thấy sạc khá là chậm. Thì mình không biết là như thế nào, mặc dù là quảng cáo là sạc nhanh 15W. Đấy, chân sạc thì là chân sạc Type-C, USB Type-C. Ok, còn 14 này, mình giết hai người thì chắc là hai con boss thôi. Bo đang thu hẹp lại. Đây nó gọi là cái gì đây? Có người. Không ấy được. Đang bắn nhau rất là dữ dội. Ok, không biết là các bạn có chơi cái tựa game Liên Quân Free Fire này không? Thì nếu mà các bạn chơi thì các bạn hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Thì mình cũng dùng Facebook của mình để chơi tựa game Free Fire. Thì nếu các bạn có nhã hứng thì các bạn hãy giao lưu cùng mình nha. Giải ơi, đâu rồi? Ok, chỉ còn có 7 thôi mà mình đã giết 4 mạng người. Bắn nhau ở khu vực này anh em. Thực sự mà nói thì với những cái chiếc điện thoại Samsung, nó vẫn là một cái gì đấy cực kỳ là hot. Không phải là đơn giản vì cái số bán mà mình nhìn thấy, mà mình thấy luôn ở trong cái clip kênh YouTube của mình, thì những cái sản phẩm mà mình những cái clip mà mình review về những cái chiếc điện thoại của hãng Samsung ấy, thì nó được nhận được cái lượt xem và lượt ủng hộ cực kỳ là lớn. Còn những cái điện thoại hãng khác thì nó sẽ nhận được cái ủng hộ ít hơn, cái lượt xem thấp hơn đến từ các bạn, chứng tỏ là các bạn quan tâm cái chiếc điện thoại của hãng Samsung nhiều hơn, đúng không nào? Mà các bạn đang dùng chiếc điện thoại nào để leo rank ở trong game Free Fire cũng như Liên Quân Y thì hãy để lại bình luận phía bên dưới nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn. Nếu các bạn muốn tư vấn điện thoại như nào thì các bạn cứ kết bạn Zalo hoặc là Facebook. Đấy, mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Ok. Ui, nó đứng máy bên kia. Cha mẹ console đâu? Nó sang đây anh em ạ. Ui. Chất ca mình.
còn có 3 người thôi, chúng ta căng thẳng. Ơ bọn kia sao nó đi cùng nhau nhỉ? Rất là căng thẳng anh em ạ. Ôi thôi thôi thôi, toàn rồi. Ui ui dồi ôi. Ui dồi ôi, toàn rồi. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Và như vậy là mình đã cứng tí nữa là đẻ được trứng rồi. Mình đã về thứ 3 ở trong cái trận đấu vừa rồi. Và các bạn thể thấy là chiếc điện thoại Samsung Galaxy M1 chơi tựa game Free Fire ok nha các bạn. Đấy, mình chơi ở mức cấu hình cao nhất. Đó, các bạn thể thấy là, và khi mà mình bắt đầu chơi, bắt đầu làm clip thì là 20% pin, bây giờ còn 14% pin. Như vậy là hết khoảng 6% pin cho một trận đấu Free Fire kéo dài ở đâu đó khoảng tầm 15 phút. Ok, như vậy là mình khẳng định là Samsung Galaxy M1 chơi tốt tựa game liên quan tựa game Free Fire. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở những clip tiếp theo.